Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 Năm 2024, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, chiều 18 tháng 7, Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức trao huân chương sao vàng tặng đồng chí Nguyễn Phú trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng luôn dành tình cảm trân trọng, yêu mến đối với Tổng Bí thư. Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đạt nhiều kết quả gắn với những chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã nhiều lần nhấn mạnh về tinh thần quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đó là tinh thần đấu tranh không ngừng, không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dưới đây là một số phát biểu ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Một phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, ra trường, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng sâu đến uy tín của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 ngày 13 tháng 3 năm 2024 hai, Chúng ta làm kiên quyết, quyết liệt như thế, ngay cả cán bộ cấp cao cũng xin thôi. Chúng ta khuyến khích nếu đã vi phạm, tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi. Thế là nhẹ nhàng nhất, nhân văn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2023. 3. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí, chùn bước, sợ sai, không dám làm của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng. Thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi và ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 18 tháng 11 năm 2022. 4. Tham nhũng tiêu cực vẫn là một trong những kẻ thù hung ác, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 30 tháng 6 năm 2022. 5. Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Như bác Hồ từng dạy, cắt một vài cành sâu mọt để cứu cả cây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội. 6. Cán bộ và ban chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa? Ông nào vướng vào tôi xử trước. Xin nói thẳng là như thế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 12 tháng 5 năm 2022. 7. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện. Đớn hèn, vô liêm sỉ, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. 8. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021. 9. Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu tại phiên họp ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018. 10. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7 năm 2017. Việc lan tỏa nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư tạo ra đợt sinh hoạt chính trị để huy động trí tuệ của đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng văn kiện đại hội 14. Theo các nhà nghiên cứu Cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt với ý nghĩa lý luận và chính trị thời đại hết sức sâu sắc. Trong bối cảnh quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng 14 đang được gấp rút triển khai. Do vậy, tác phẩm này sẽ cung cấp rất nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về ý nghĩa lý luận và chính trị thời sự, viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho rằng quan điểm tư tưởng của Tổng Bí Thư về nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nhất quán và hoàn thiện qua các tác phẩm đã xuất bản. Đặc biệt, những tác phẩm xuất bản sau ngày càng được bồi đắp và phát triển về tư tưởng theo Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Hiển cho biết, ở thời điểm này, việc công bố các bài viết, các bài phát biểu, cụ thể là tác phẩm của Tổng Bí Thư mang ý nghĩa lý luận và ý nghĩa chính trị thời sự sâu sắc. Đặc biệt, các đặc điểm của nhà nước pháp quyền, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền tại Việt Nam khác với các nước. Với Việt Nam, nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất và có sự phân công, giành mạch, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cùng chung nhận định này về cuốn sách của Tổng Bí thư, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Thanh Mai nhấn mạnh Cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra mắt đúng dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Do vậy, việc nghiên cứu, quán triệt, lan tỏa những nội dung cốt lõi của cuốn sách có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trong đó không chỉ phát huy các giá trị, quan điểm, tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để huy động, thu hút trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý và xây dựng văn kiện đại hội 14. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách trên các phương tiện thông tin đại chúng để đại biểu Quốc hội, cán bộ, cử tri và nhân dân trong và ngoài nước hiểu được quan điểm, tư tưởng của Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ đó, vận dụng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị, sớm hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Bà Mai nhấn mạnh, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, các cấp ủy từ trung ương tới địa phương cần chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung cuốn sách để cán bộ, đảng viên cử tri cả nước thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về tầm nhìn chiến lược về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược sâu sắc về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân, đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sát của Tổng Bí Thư trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Là người được trực tiếp tham gia vào quá trình biên tập xuất bản cuốn sách bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật nhấn mạnh một số điểm nhấn đặc biệt của cuốn sách. Bà Thinh cho biết cuốn sách được Quốc hội và nhà xuất bản thực hiện trong vòng một năm. Để chuẩn bị tư liệu xây dựng cuốn sách, nhà xuất bản và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức khảo sát tổng thể các bài viết, bài phát biểu, những lược ghi ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bà Thinh cho biết, qua khảo sát tư liệu, chúng tôi nhận thấy không chỉ đến khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa 11-12, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới có nhiều bài viết về Quốc hội và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà ngay từ đầu những năm 1990, Tổng Bí Thư đã có những bài viết sâu sắc đăng trên các báo, tạp chí về đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội. Cũng theo Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản, các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí Thư thể hiện sự chăn trở, quan tâm sâu sắc đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trong đó, có những vấn đề cử tri quan tâm như làm thế nào để Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua cuốn sách, người đọc sẽ thấy vai trò to lớn của Quốc hội cả trong lịch sử lẫn trong giai đoạn hiện nay. Thấy những kết quả cụ thể đã đạt được trong hoạt động của Quốc hội và cả những hạn chế bất cập, những yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu trong việc nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động Quốc hội. Theo đó, Tổng Bí thư không chỉ quan tâm đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội mà còn quan tâm đến những vấn đề cụ thể và rất quan trọng như những chỉ đạo định hướng đối với việc sửa đổi hiến pháp, đổi mới nâng cao hiệu quả của hoạt động chất vấn, vấn đề ngoại giao nghị viện, việc phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới sau hơn 11 năm đàm phán. Đây cũng là những dấu ấn của Tổng Bí thư trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Bà Phạm Thị Thinh nói một trong những điểm nhấn đặc biệt nữa là trong hầu hết các bài viết của Tổng Bí thư luôn căn dặn các đại biểu Quốc hội dù ở cương vị công tác nào thì cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tích cực chủ động đóng góp công sức, trí tuệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Tôi nghĩ những lời căn dặn đó đối với các đại biểu Quốc hội thật sự rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.